chuyên gia tâm lý giúp bạn đi tìm hạnh phúc. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. Dằn vặt, đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, tổn thương là những trạng thái không ai muốn, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái. Nhưng rất nhiều người đã rơi vào đau khổ, thậm chí đau khổ triền miên rồi cứ hỏi tại sao tôi khổ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những lúc đời xô, bạn ngã sấp mặt nhưng khó khăn cỡ nào cũng đừng để nó quật ngã mình, đánh mất chính mình. Nhưng bạn sẽ không thể tự hạnh phúc nếu có quá nhiều nỗi đau ngày đêm âm ỉ nhói buốt. Không ai có thể yêu được bạn khi bạn chưa biết yêu thương chính mình. Cũng không ai có thể ở bên bạn thấy hạnh phúc nếu như bạn không có năng lực tự hạnh phúc với chính mình. Bạn muốn được hạnh phúc, muốn có một mái nhà hạnh phúc thì hãy chữa lành nỗi đau, phải thật sự hiểu nỗi đau là gì, đến từ đâu, đối mặt với nó như thế nào để không hiểu sai khi đi tìm hạnh phúc, để từng bước yêu thương và tự chữa lành cho chính mình. Tuệ An thường khuyên học viên của mình gỡ rối trong gia đình bằng cách thực hiện những điều sau. Mỗi sáng thức dậy hãy mỉm cười. Việc này thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã dạy rằng hãy cười, thở và bước đi thật chậm. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười mang tới niềm vui. Bạn mỉm cười nhiều hơn, vui hơn với niềm tin mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Bạn hãy đối xử tốt với chính mình, cho đi nhiều hơn, mong cầu ít hơn, sẵn sàng nói không với điều mình không muốn. Đầu tư thời gian và cảm xúc cho những mối quan hệ tích cực. Dành thời gian cho bạn được tĩnh lặng, được thở, được thư giãn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, chúng ta cần tĩnh lặng như cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chính chúng ta? Thiết lập các mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Mặc kệ những lời dòm ngó và phán xét từ người khác. Bạn chỉ cần biết nói lúc cần và im lặng đúng thời điểm. Đừng bô bô mọi chuyện vì họa từ miệng mà ra. Tránh đổ lỗi, tránh phàn nàn và đừng bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình. Bởi bạn để ý và nghe họ nói những lời không hài lòng về bạn thì bạn sẽ rơi vào dằn vặt, đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, tổn thương rồi lại cứ hỏi tại sao tôi khổ. Con người đau khổ là vì các thành kiến. Nói xấu, nói lời không hay về mình là vấn đề của họ, gieo nhân nào họ sẽ gặt quả đó. Bạn không cần phải bực tức, hãy tập trung vào việc chính là sống tốt và đi con đường của mình, khơi niềm hạnh phúc ẩn sâu bên trong bạn từng bước, từng ngày. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, bạn sẽ thấy tự do và chẳng còn khổ đau nữa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chia sẻ rằng, một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc. Ngài cũng có những lời khuyên chí tình cho những người đang đi tìm hạnh phúc như sau. 1. Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc. 2. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. 3. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. 4. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi. 5. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã. 6. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc. Nhưng khi quá náo nhiệt, sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên. 7. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 8. Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười. Và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta. 9. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 10. Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản. 11. Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy bạn hãy mỉm cười, sống trọn cho từng phút giây và xem xét mọi thứ bằng ánh nhìn từ bi. Bạn đừng vội bước vào tình yêu khi đang yếu đuối, đừng bước vào hôn nhân khi chưa đủ vững chãi và muốn dựa dẫm vào nửa kia. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, hãy hành động để đạt được hạnh phúc ngay từ bây giờ, để cuộc sống của bạn và những mối quan hệ xung quanh hạnh phúc hơn. Hãy tự hỏi mình xem thật sự muốn gì. Muốn trở thành người thành công số 1 hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Và bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng không bao giờ bạn là nạn nhân của hạnh phúc. Hãy rèn luyện bản thân về cách sống, cách bước đi của một người tự do, cách ngồi của một người tự do và ăn như một người tự do. Hãy tự hứa với lòng mình rằng, tôi sẽ vui sống từng phút giây mà đời ban cho tôi và hy vọng sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay để ngày mai tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng rất quan trọng vì nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều mang dấu ấn của riêng bạn. Khó khăn không tự nhiên mà qua đi, nhưng suy nghĩ nhẹ nhàng, lạc quan, tin vào chính mình thì mọi chuyện sẽ ổn. Những người hạnh phúc luôn là người đẹp nhất, họ thu hút bởi sự hấp dẫn, đáng yêu với thái độ sống ôn hòa, lạc quan và tích cực.